Thì... ở quê đi làm gì được? Dạ nhiều thứ, đi bò. Hả? Trời ơi, trời ơi, tôi về. Trời ơi. Thôi vậy đi làm chắc ăn em ơi. Đi về quê giữ bò không em? Thôi. Trời, tướng này chăn bò sang lắm em. À, em giới thiệu về mình đi. Dạ, em tên là Châu Thị Tháo, hiện tại em là nhân viên thiết kế. Em đến từ Bình Định, em hiện đang sinh sống tại quận 9 ạ. Rồi, năm nay em bao nhiêu tuổi? Hiện tại em tròn 25 tuổi. 25 tuổi. Dạ. Rồi, mời bạn nam. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh, em chào chị Cát Tường và mọi người có mặt trong buổi chiều ngày hôm nay. Em tên là Trần Minh Hải, em đến từ Quảng Nam. Năm nay em 29 tuổi, hiện tại em sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Bạn làm nghề gì bạn? Dạ, hiện tại em làm công nhân sản xuất ở khu công nghệ cao quận 9. À, bây giờ mình sẽ chia sẻ một chút xíu lý lịch về tình trường của mình. Mời bạn gái. Nói thật là chưa trải qua mối tình nào, chỉ có mối tình đơn phương là kéo dài 3 năm. Trời ơi, yêu ai mà yêu 3 năm dữ vậy em? Rồi người ta có biết mình yêu người ta không? Không, em không có nói. Có khi nào em tỏ tình hay là em gợi cái gì cho người ta biết không? Em cũng có bật đèn đỏ vài lần nhưng mà bạn... Ta bật đèn xanh với ai bật đèn đỏ? Đèn đỏ thì người ta đứng tại đúng rồi. Trời ơi. Em bật đèn xanh mà bạn đó nói chung là cũng kiểu quan tâm em, cũng lo lắng cho em nhưng mà kiểu như là chỉ là bạn bè thôi chị. Còn chàng trai bên này thế nào? Dạ, em có trải qua một mối tình cách đây cũng lâu rồi. Bao nhiêu lâu? Dạ, cũng gần 4 năm. Em muốn tìm một mẫu người bạn gái như thế nào? Dạ, nói chung bạn gái là muốn cũng cao một trên 1,5 m là được rồi. Còn tính tình thì nói chung là biết tôn trọng người lớn tuổi và nói chung là dễ hòa đồng vậy. Cái đó dễ mà. Dạ. Người phụ nữ nào cũng có điều đó hết. Đơn giản quá ha. Ừ, quá đơn giản. Rồi bạn gái mình muốn tìm người bạn trai như thế nào? Phải tính tình, phải điềm đạm, mà hiếu chuyện. Lúc nào cần nói gì đó thì hãy nói. Đừng có kiểu như là... Nói chung là nhiều chuyện. Nhiều chuyện. Dạ. Mặt lẻo, 8 hả? Dạ. Em có không em trai? Dạ, hầu như không. Không có không? Bây giờ thôi thấy không khí buồn quá em hát bài. Dạ thôi chắc em hát tặng một người vợ tương lai, em không biết có được hay không, nhưng mà bài hát mang tên Vợ Tôi. Vợ một tôi. Đoạn. Dạ. Hát lớn cho bên kia nghe kìa, hát vọng qua kia kìa. Quay 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 qua bên kia. Tôi thương vợ tôi nghĩa tình trước sau vuông tròn. Tôi thương vợ tôi tính tình ngay thẳng hiền ngoan. Tôi thương vợ tôi không lúa là xa hoa gấm nhung. Tôi thương vợ tôi biết yêu chồng thương con hết lòng. Gian nan ngày đêm sớm chiều nắng mưa dày dầu. Không mơ giàu sang không đùa đòi xe lớn nhà cao. Khi xưa yêu nhau hai đứa nghèo chung manh lưới tre. Qua bao nhiêu năm dẫu có nghèo nhưng tình càng sâu. Ngọt rồi, vậy là ngọt ngào lắm rồi. Em cảm nhận giọng hát của ảnh như thế nào? Em nói chuyện với ảnh đi. Ảnh đang hát cho em nghe qua cái bức màn đó, em nói chuyện với ảnh đi. Nghe thấy giọng hát của anh thì cũng ngọt. Mà... mà sao? Nghe hơi buồn. Hơi buồn. Hey, em có cái gì vui hơn tặng ảnh không? Dạ không đâu chị, em mà hát là khán giả xách dép đi về hết đó chị. Vậy hả? Dạ. Ê, để qua anh coi bên kia thế nào, bên đây hiền khô rồi em ơi. Ê, chào em gái. Dạ em chào. Dễ thương quá. Em không thích tật xấu gì của người bạn đời mình? À, để em cỡ luôn. Ừ, kể luôn đi. Nhiều lắm. Kể một loạt luôn cho anh nghe coi. Trước tiên là không biết nhậu, nhưng mà không phải là nhậu nhẹt theo kiểu mà bét nhẹ nằm bệt ở ngoài đường, em tự lái kéo sát về là em có chịu. Lên bờ xuống ruộng đó. Dạ. Hút thuốc em không thích hút thuốc. Không thích mấy anh mà có cái tật là lười biếng mà ở dưới em. Rồi, còn gì nữa? Để em nhớ đã. Chỉ nhớ bỏ quên à. Ừ, nhớ đi nha, hồi nhắc ảnh nha. Nhiều đó thôi cũng mệt rồi đó. Coi giờ không? Dạ, cũng đôi khi cũng có. Cũng đôi khi có. Em có đặt cái mẫu người lý tưởng mình như thế nào không? Thì cao trên 1m65, nhìn mặt hiền hiền với lại có nụ cười phúc hậu xíu chị. Cười phúc hậu là cười sao em? Em biết nữa, em nhìn vô em thấy nó hiền hiền là em thích à. Để tôi coi cái anh này coi. Mập mập xíu nha chị, đừng ốm. Mập xíu hả? Mập thì em nuôi đi, người ta mập chứ có gì đâu. Nụ cười này phúc hậu nè, có bao lúng đồng tiền luôn, đẹp lắm nha. Cao mét mấy? Dạ, 1m7.
1m7 rồi, đủ chuẩn rồi đó. Cặp này xứng đôi nè. Bây giờ lấy nhau về thì hai người định lập nghiệp ở đâu, lấy rồi ở đâu? Dạ, nói chung là chắc hiện tại là em sinh sống ở trong này thì chắc là tạm thời là ở trong này đã chị. Còn nếu về lâu về dài thì không có điều kiện ở trong này thì cũng về quê sinh sống, nếu ở quê có điều kiện hơn. Nếu về quê thì làm gì ở quê? Dạ, nhà em thì chỉ làm nông thôi anh ạ, trồng trọt và chăn nuôi. Đủ vợ em không làm nông, trồng trọt, chăn nuôi nổi thì sao? Dạ, em làm. Rồi vợ làm gì? Dạ, thì nấu cơm là được rồi. Làm vợ thôi hả? Dạ. Chờ em thích ở nhà làm vợ thì sao anh? Thì cho đi lượm. Thì nói gì? Đi lượm gì? Dạ thì... Ở quê đi lượm gì được? Dạ, nhiều thứ, đi giữ bò. Hả? Trời ơi, trời, thôi tôi về. Trời ơi. Thôi vậy đi làm chắc ăn em ơi. Đi về quê giữ bò không em? Thôi. Trời, tướng này chăn bò sang lắm em. Bây giờ mình cho hai bên gia đình gặp nhau thử coi. Em có người thân đi theo không? Nhà em ở xa quá là điều kiện cũng không cho phép nên cũng không có người thân, chỉ có bạn em. Có bạn em cũng được. Rồi bạn em thử xem nãy giờ thấy cô bên kia đó như thế nào, có giữ bò được không? Đâu bạn em đâu. Em chào anh Quyền Linh, em chào chị Cát Tường và các vị khán giả. Em là bạn ở ngoài quê hay là em bạn là bạn thân này? Của Hải. Chơi từ nhỏ đến lớn cùng quê chị. Hồi xưa có chăn bò chung hả? Dạ có luôn. Chăn bò vuông, em nhìn cái tướng chị này chăn bò được không? Chắc là không được, nhìn tiểu thư quá. Xin lỗi anh nhầm lớn rồi đó. Em gốc nhà nông lên đó anh. Việc nhà, việc nông, việc gì em cũng làm được hết á. Người em nhỏ nhỏ nhưng mà có vợ đó anh. Rồi, bạn nhận xét tiếp đi. Em thấy bạn của em là hợp với bạn Hải của em. Em ủng hộ. Bạn em có tật xấu nào nãy giờ chưa có kể ra không? Bạn em hồi nãy giờ có giống một cái là có hút thuốc nhưng mà hút ít. Uống cà phê thì hút 1-2 điếu. Một ngày hoặc khoảng 3-4 điếu vậy. Trời ơi, vậy là cũng dữ à. Được không? Ngày 3-4 điếu được không em? Sao khóc? Sao khóc? Đừng khóc em ơi. Sao vậy? Em thấy hơi... Một ngày em uống 3-4 cái thôi. Từ bỏ à. Được không em? Chấp nhận hả chị? Chấp nhận luôn hả? Vậy em luyện sao rồi bỏ hết. Được rồi, cảm ơn em trai nhiều. 4 điếu cũng hơi nhiều rồi đó. Thôi bây giờ anh bỏ bớt đi, hút thuốc không có tốt đâu. Dạ em biết điều đó. Bạn gái bên kia yêu cầu cũng chính đáng đấy. Bạn gái em có đi với ai không? Dạ em có đi với em ruột và chú. Chào chú. Xin chào chị Cát Tường và anh Hiền Linh. Em là chú của Thảo. Thảo là con cháu trong gia đình thì nó rất là hiền, giỏi, thương ông bà nội với ba mẹ. Em thấy anh này được. Chú thấy được là được sao chú? Thấy hợp với Thảo. Còn hai đứa có hợp hay không thì tự hai đứa chứ em cũng không biết được. Chào chú. Dạ, nói chào chú Út đi. Chào chú. Nói chuyện gì chú gì đi. Dạ chú trẻ quá. Tại vì ở công ty em mấy người cỡ như chú đây là kêu em bằng chú không. Dạ. Em gái kìa, em gái thấy anh rể tương lai sao em gái? Theo nhận xét của em á, thấy anh cũng được. Em cũng mong là hai người cho nhau một cơ hội để mà tiến tới cái cuộc hẹn lâu dài hơn. Rồi em xin hết ạ. Rồi cảm ơn em. Rồi cảm ơn lên đi cho rồi. Hai người gặp nhau. Chuyện giờ của hai bạn đó. Chúng ta có mấy phút ít ỏi thôi nha, tìm hiểu cho kỹ nha. Chào. Dạ chào anh. Ủa ngà không biết nói gì cả. Dạ 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 cảm ơn con đại đệ em kìa. Dạ hồi nãy giờ nghe nói với lại giờ nhìn thì thấy cũng giống như suy nghĩ là chắc hình tượng cũng tựa như em nghĩ à. Thấy nụ cười đó phúc hậu không em? Chưa nhận xét được chị. Không gian này có lẽ em không đủ tự tin để thể hiện cho lắm. Nếu có cơ hội thì nó trải nghiệm từ từ có thể đạt hơn. Chứ không gian nào là em thể hiện hết mình? Dạ không gian nhỏ hẹp hơn tí nha. Nhỏ hẹp hơn hả? Dạ. Tối tăm hơn xíu hả? Dạ không cần tối lắm à. Mờ mờ thôi hả? Dạ. Tắt đèn? Dạ không à. Tắt không? Dạ không, nói chung không cho tắt đèn hết à. Em thích nó vắng vẻ. Vắng vẻ. Bây giờ thế này, hai bạn này hình như hơi rung quá. Dạ. Hai bạn đứng lên đi. Dạ, đứng lên có lẽ rung hơn. Đứng lên. Nào, thế này nha, đứng sát bên. Bây giờ chúng tôi tạo điều kiện hẹp hơn, dạ. Gần hơn. Để hai người cảm nhận nhau.
không nhìn đâu cả, hai người nhìn thẳng vào mắt nhau, mình nói cảm nhận về những gì mà mình suy nghĩ bây giờ, trái tim mình rung động thế nào, rồi coi như đèn tắt không ai hết trơn, bắt đầu. Dạ ha, dạ có cầm nhẹ được không ạ? Cũng cũng được hả? Cái này là đọt à? Em có cũng thấy như thế nào không? Dạ cũng vậy thôi ạ. Cũng thế. Nhìn thẳng vô nhau sao nhìn liếc đâu không vậy? Nhìn vô bạn gái kìa bạn. Em không biết nói gì nhiều anh ạ. Nói em ơi, nhà anh còn hai con bò, anh chia em con, anh con. Em thì qua khi kéo bánh vàng lên thì em thấy anh cũng như tưởng tượng của em là 80%. Thì cũng thấy anh cũng hiền. Dạ. Rồi bạn trai nói đi. Nếu như vậy thì em có chịu đồng ý việc với anh một lần không? Thì Quảng Ngãi thì em chưa ra lần. Quảng Nông. Nếu được thì em cũng muốn ra ngoài đó thử một lần cho biết. Dạ. Dạ. Rồi em hết lẽ. Hết thời gian về trời. Hết thời gian em điểm. Ê, hai người đều nhát hết, không biết thế nào đây, gặp đặt nhau tay hai vào người chắc ngồi im lặng luôn quá. Mình nói chuyện để hiểu nhau nhiều hơn. Nhưng chốt lại, trong suy nghĩ các bạn đang nghĩ điều gì, chỉ có trái tim mới biết thôi. Các bạn hãy thể hiện những cái gì bạn suy nghĩ, để tay vào nút bấm, quyết định. Chúng ta có 3 tiếng đếm để suy nghĩ và quyết định. Nếu cảm thấy thuộc về nhau, hãy bấm nút. Mà cảm giác không thuộc về nhau, chúng ta có quyền không bấm nút. 1 2 3 Hết thời gian. Em bấm rồi mà chị. Em bấm rồi mà chị. Bây giờ là nắm tay. Dạ. Bây giờ mới là quan trọng, lúc nãy chưa biết có đúng chọn rồi nhau hay không. Nào, hãy đi xem phim với hệ thống Cinebox 212 để chiến thắng. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax, viên uống trắng da Sakura Placenta, tinh chất làm đẹp từ thiên nhiên. Chúc các bạn hạnh phúc nha. Em một ngày em làm việc gì mệt á, em hay tối hay ngủ, em hay nói lại trong buổi đêm đó. Nói gì thì bữa đó sáng cái cua con nào tối mới cô đó, cái gì đâu. Trời ơi, cái đó nguy hiểm lắm nha. Dù sao thì cũng thở phào nhẹ nhõm bởi vì họ đã gặp nhau ở một điểm nào đó. Hy vọng họ sẽ cùng nhau đi trên con đường suốt cuộc đời còn lại, quý vị nha. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai của ngày hôm nay. Xin mời Hả Màng. Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Mời em ngồi. Mời bạn nam. Rồi, mời bạn ngồi. Rồi, mời bạn nữ giới thiệu về mình. Dạ, em chào mọi người, chào hai MC Cát Tường và Quyền Linh. Em tên là Lê Lưu Thùy Trang. Hiện tại thì em đang làm nhân viên sale phòng khách sạn cho một công ty du lịch Nhật chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh. Em năm nay là 24 tuổi. Hiện em đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Quê mình thành phố Hồ Chí Minh luôn ha em? Dạ, gốc của em là Bến Tre nhưng mà em sinh ra và từ nhỏ lớn thì là ở thành phố Hồ Chí Minh. Mời bạn trai giới thiệu. Mình tên là Huỳnh Trung Dũng, sinh 1986. Quê ở Long An, hiện tại sinh sống và làm việc ở Sài Gòn. Làm nghề gì vậy? Mình là nhân viên kinh doanh. Hợp mai nhau đấy. Một bên sale, một bên kinh doanh là đấy. Ha? Lĩnh vực của em là lĩnh vực gì? Em hiện tại bây giờ là xây dựng với lại gỗ. Bạn đã trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, nhiều mối tình lắm ạ. Nhiều. Nhiều là bao nhiêu? Chắc hơn 10. Hơn 10. Dạ. Những mối tình nào sâu đậm nhất? Dài là chắc khoảng được 3 đến 4 năm. Tại em đi làm nhiều quá rồi không thời gian quen. 10 mối tình rồi mà chưa có thời gian quen. Ủa rồi bây đi giờ? Làm nhiều mà, đi làm nhiều lắm. Em đi suốt luôn. Rồi giờ bây có giờ thời gian là... quen chưa em? Dạ bây giờ là chắc chắn rồi. Bạn nữ thì sao? Tình sử của bạn như thế nào? Dạ thì trước đó em khi mà em đi học thì em có quen một người, nhưng mà chắc tại cũng còn trẻ nên cũng không đi tới đâu. Những điểm mạnh và điểm yếu của bạn là gì? Do là chuyên ngành của em là về nhà hàng khách sạn nên em có thể làm bánh hoặc là pha chế nước. Còn điểm yếu của em chắc là em không có được khéo tay cho lắm. Bạn trai có điểm mạnh điểm yếu gì bạn? Điểm mạnh của em chắc em giao tiếp tốt, rất tự tin về giao tiếp. Sống sao lên đây run quá. Quên chữ hết. Còn điểm yếu? Thì em nói nhiều. Bạn thích mẫu người bạn trai như thế nào? Chiều cao thì do là em cũng hơi thấp đó, nên em muốn là bạn ấy cao hơn em thì khoảng cỡ 1m65 trở lên là ổn. Tóc tai thì em muốn là gọn gàng nhưng mà nhiều tóc một chút xíu. Bên bệnh nhiều tóc không vậy?
Mới cắt tóc hả chị? Cái gì cắt tóc là tóc ngắn, tóc dài. Còn cái này người ta hỏi nhiều hay ít, hiểu không? Được. Có tóc. Rồi tiếp đi em. Em không thích những bạn nam mà mặc quần lửng ngắn quá, màu mè quá, là mặc đồ nhìn cho nó men men một chút. Em muốn là bạn đó phải điềm đạm, biết chăm lo cho gia đình. Rồi để chị qua chị coi. Yêu cầu vậy bên đây có đáp ứng được không? Dạ chắc dư sức. Dư sức. Dạ chào chị. Có tóc. Trời chuẩn mà. Được. Mình có cái tật xấu gì không? Em một ngày em làm việc gì mệt á, em hay tối em hay ngủ, em hay nói lại trong buổi đêm đó. Ủa vậy hả? Rồi sao? Bạn em hay nhắc lại không à? Em ngủ với mấy bạn em là nhắc lại không à? Thường hồi đó giờ mới, thí dụ như mới gần đây nhất là nói cái gì? Không, mấy nay em cũng mình em. Mới gì thì bữa đó sáng nó cua cô nào, tối mới cô đó, có gì đâu. Trời ơi, cái đó nguy hiểm lắm nha. Để đi công tác, về là ngủ với vợ, mớ kêu tên cô khác là chết luôn á. Mình có điều gì mình không thích ở người phụ nữ không? Mà đó làm nhà hàng á, nên em tiếp nhận rất những đối tượng cũng là tùy theo tầng lớp á, nên mình cũng biết hòa đồng nha. Mà cán chọn thì không đưa ra tiêu chuẩn gì hết? Không đưa ra được chị ơi, khó lắm. Tiêu chuẩn em khi em nói ra hôm nay em làm việc tốt, mà bữa sau các em là không nổi là biến rồi. Như nay dọn nhà đi, em dọn sạch lắm, em dọn là dọn cho sạch, còn không dọn thôi em để đó. Nên tính ra là dễ mà không dễ. Dạ đúng, anh giống khó, giống thế. Khó, anh không có khó, nhưng mà anh rồi, không có dễ. Xem mình đàn gái thế nào nha, anh trai. Chào em. Anh kia là kinh doanh rất là giỏi, em có một cái ước mơ làm một cái dự án nào trong tương lai không? Dự án trong tương lai thì em cũng muốn là tự bản thân mình kinh doanh. Hiện tại thì em với bạn em có hợp tác kiểu kinh doanh mô hình nhỏ thôi về lĩnh vực ăn uống. Đó cũng là một ý tưởng ha. Hy vọng rằng với cái ý tưởng của anh Giám đó, anh kinh doanh bên đây, anh sẽ phát huy cái ý tưởng của em lên nữa. Anh thấy hai người cũng hợp đấy chứ. Bên đây cũng đẹp trai rồi nha, bên đây cũng đẹp gái. Hôm nay em có đi với ai không nè? Dạ hôm nay em đi với lại ba mẹ và em ruột ạ. Xin chào MC Quyền Linh và Cát Tường. Dạ. Chào cháu. Chào bác. Vâng, chào cháu. Cũng xin cảm ơn là chương trình đã cặp đôi cho con tôi. Và tôi thấy là cháu đây thì được. Về hình dáng, hình thể bên ngoài là được, tương xứng với con gái thôi. Nếu cao hơn chút xíu nữa thì đẹp. Nãy cháu nói chuyện đấy thì chú thấy rất là vui. Là cháu là một con người năng động. Như thế là rất tốt. Chú nói thật là nhà cửa thì cũng rộng rãi, có điều kiện. Cũng rất muốn là nếu cháu có sau này hai đứa nên gia đình thì có thể ở chung với cô chú cũng được, không sao. Và có thể cô chú sẽ đi một chỗ vị trí khác của chú ở, còn giao cái đó lại cho hai đứa. Đó là như thế, chứ cũng không phải là ở rể đâu. Mà nếu có chung gia đình với cô chú thì càng quý. Đấy, mà quan trọng nhất là hai bên phải có một lòng tin vào nhau và sự tôn trọng tuyệt đối trong cuộc sống. Mất lòng tin và mất sự tôn trọng nhau thì không nên duy trì cái tình cảm đó nữa làm gì. Và người đàn ông phải có nghĩa vụ bảo bọc đối với gia đình. Xin cảm ơn. Dạ. Cô có chuyện gì không? Cô thấy nếu hai con mà yêu nhau được thì tốt. Cô cũng dễ lắm. Dạ. Con cảm ơn hai cô, hai chú chia sẻ thẳng thắn con những điều đó, con rất là quý. Nếu mà có thể là quen được bạn Trang thì con sẽ cố gắng. Cảm ơn. Và gia đình bên bạn trai thì anh hai đi với chú với lại em gái. Chào Hiền Linh và Cát Tường. Tôi danh nghĩa là chú nhưng mà làm chú cùng làm công ty. Cặp đôi này á thì mình thấy là cái độ sáng ngang nhau. Cháu được 25 tuổi rồi mà chưa có một tình yêu, hôm nay mới gặp Dũng thì thật sự ra cái điều này mình nghĩ là hôm nay là mình rất là vui cho Dũng. Thì Dũng, cái khó của Dũng là chưa tìm được một người nào như vậy. Ý là Dũng muốn tìm một người mà chưa có hề yêu ai à? Nhưng mà Dũng không nói ra à. Có nghĩa là như vậy, cái khó của Dũng là cái khó đó. Bầu trời Sài Gòn đang nắng và chệt mưa. Mình nghĩ là có lẽ là cái niềm hạnh phúc sẽ đi đến cho cặp đôi này. Xin chào tất cả. Dạ, cảm ơn chú ạ. Coi như là duyên tiền định ha. Chúc mừng bạn nha. Rồi, bây giờ cho cặp đôi này gặp hai nhau đi. Bạn sẽ gặp gỡ nhau để xem có hợp với nhau không. Nào, chúng ta kéo màn lên. Không gian này của bạn đấy, mời bạn. Dạ, chào anh. Anh có món quà, không có gì vậy? Trong này sách không à? Dạ, em cảm ơn. Anh có cảm nhận như thế nào về em mà? Anh nhìn em là có một cái nói chung là cái nét gì giống giống anh một xíu. Anh cảm giác là anh thích điều đó. Dạ, anh có muốn là ở chung với gia đình em? Anh thì nơi nào cũng là nhà của anh. Anh thì không có hút thuốc, không cờ bạc. Cái đó là anh không có, anh ghét cái gì đâu.
Tại rượu bia thì anh không thích luôn, tại vì công việc của anh là anh phải nhậu. Cho em hỏi là trong cuộc sống á, khi mà giải quyết những cái vấn đề khó khăn á, thì anh có dứt khoát hay không ạ? Anh tánh anh là gọn. Dạ. Tại quyết định đầu tiên mình lúc nào đúng hết rồi, mình càng suy nghĩ là càng sai. Em có một cái vấn đề gì đó mà lỡ mà làm cho anh hiểu lầm hay cái gì đó thì anh sẽ phản ứng như thế nào? Mình phải biết cái nào lúc nào sai thì mình mới đưa ra kết luận. Nếu mà tin nhau thì anh đi nhiều mà anh sợ không được tin anh thôi, chứ anh phụ nữ là anh sẽ tin nhiều lắm rồi. Bạn nữ có một hướng kinh doanh hồi nãy nói đó. Dạ. Trong tương lai thì bạn có thể hỗ trợ chia sẻ với ông bạn trai, giống như mở cửa luôn luôn sẵn sàng. Dạ. Tại vì kinh doanh mà phải sẵn sàng điều đó rồi. Nên anh đến đây rồi thì anh cũng mong rằng anh sẽ thấy. Thấy gì anh? Dạ. Sao đứng hình luôn rồi. Hãy nhìn thẳng vào mắt bạn. Họ nữ đang nhìn nhau, đắm đuối. Đúng rồi, cứ nhìn nhau. Nhìn rồi nhìn thẳng vào mắt nhau. Và hãy nói điều gì đấy bằng suy nghĩ của mình. Anh có chút khó, hơi khó tính nha trong người. Anh dễ nhưng mà có những lúc anh khó. Em hãy quyết định do em thôi, anh đã chọn em từ lúc đầu rồi. Khi mà nãy ngồi bên này nghe thì em cũng có cảm nhận là anh giống đến 70% đến 80% người em muốn. Trái tim của bạn mách bảo như thế nào? Em thì chưa có rung động. Nhưng mà em thích chứ không biết là thế nào. Thì từ đó chưa biết yêu thật sự là thế nào. Đó thì chưa biết yêu thật sự là thế nào. Dạ. Thì cái đó là phải cần cái thời gian. Tại em sống tình cảm lắm, chứ không phải sống về cái nhìn đầu tiên. Người nào càng tình cảm thì anh thế đó em mới yêu. Còn mà sống không tình cảm thì yêu. Vậy đó. Cái đó em cũng đồng quan điểm với anh. Bạn nữ hát một bài hát gì đó tặng bạn nam đi. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away. Bạn nam hiểu bạn nữ hát gì không? Hả? Dạ. Hiểu bác hát gì không? Nghe tình cảm mà em hiểu. Hả? Em nghe, em nhìn cái miệng em hát thôi chứ em nghe tới cái lời. You are my sunshine. À. Hãy để tay vào nút bấm. Cảm nhận tất cả những gì đang diễn ra từ nãy giờ. Hãy sống thật trong một nút bấm. Nào. 3 2 1 Hết thời gian. Hãy nắm tay nhau để kỷ niệm ngày gặp gỡ. Bạn trai nãy có nói rằng bạn trải qua nhiều mối tình, nhưng thật sự là những cái mối tình gọi là giới thiệu qua lại gặp mặt nhau để đi làm cũng không có gì ha. Chúc mừng cho các bạn. Đây là những chiếc vé xem phim, những cái không gian tạo cho các bạn có điều kiện để tìm hiểu nhau kỹ hơn. Hãy đi xem phim với hệ thống Cinebox 212 để chiến thắng. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax, viên uống sáng da Sakura Placenta, tinh chất làm đẹp từ thiên nhiên, gửi tặng cho hai bạn. Chúc đôi bạn trẻ sẽ sớm để tìm được hạnh phúc nha. Chúc quý vị thật nhiều sức khỏe, thành công trong cuộc sống. 2, 3, vô. Khi hai ta về một nhà, khép đôi mi cùng một giường, đôi khi mơ cùng một giấc, thức giấc chung một giờ. Yo, nhà mình ở đường Trần Đạo á. Mình gì hơn người ta 3 tuổi mà làm gì mình với tôi vậy? Anh em đồ. Thì em không có đặt nặng ngoại hình, nếu mà được chọn một cái hình mẫu lý tưởng á, em thích rất thích cái diễn viên Hoàng Yến Chibi nha. Rồi, em thấy kia có giống Hoàng Yến Chibi không? Mời nhà trai. Rồi, chào em. Ngồi đi em. Rồi, xin mời bạn nữ. Mời bạn trai giới thiệu về mình. Kính chào anh Quyền Linh, chị Hồng Vân, bạn nữ tham gia chương trình chung ạ. Em xin tự giới thiệu, em là Ngô Quốc Hùng, sinh năm 89, đến từ thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Em cũng làm việc và sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Công việc của em hiện tại là đang làm về lĩnh vực kiến trúc ạ. Rồi mình giới thiệu đi cưng. Em chào chị Hồng Vân, em chào anh Huyền Linh. Em tên là Điền Hồ Thiên Ngân. Em năm nay 26 tuổi cộng 29.
29 tuổi hả? Trời ơi, trẻ chán. Sinh ra ở Quy Nhơn Bình Định. Em vào thành phố Hồ Chí Minh làm việc. Thì hiện tại thì em đang làm trong lĩnh vực về tư vấn pháp luật của công ty, một công ty về ngành bất động sản. Ở Quy Nhơn Bình Định luôn hả bà Ngân? Ở Quy Nhơn. Nhà Ngân là ở đâu ta? Nhà Ngân ở đường Hùng Vương. À, đường Hùng Vương ở nhà mình ở đường Trần Đạo á. Mình gì hơn người ta 3 tuổi mà làm gì mình với tôi vậy? Anh em đồ. Nhà anh ở bên phía đường Trần Đạo á, ngay chỗ bệnh viện mắt mà đi ra biển cũng gần lắm. Cái gì rồi. Sau này mà cái gì thì mình cùng nhau về quê á. Nói chút xíu ưu điểm khuyết điểm đi nha. Em cũng tự bộc bạch cái ưu điểm của em thì em nhận thấy em là người cũng hiền lành, giản dị, chân thành. Em cũng có thấy là mình cũng có cái tính kiên trì, nhẫn nại. Trong công việc thì em luôn quan điểm là nếu mà công việc nào mà mình đã nhận, mình làm rồi á, thì mình sẽ làm bằng cả tâm huyết của mình. Cũng sống khá thiên về tình cảm á. Bên cạnh đó thì tự nhiên em cũng thích tham gia các cái hoạt động trẻ chung, năng động của giới trẻ, cũng như các hoạt động tập thể. Các cái hoạt động mà nó cũng sting xíu thì em cũng rất là thích. Nhìn em thì chắc không ai nghĩ là em đã từng đăng ký đi nhảy hip hop rồi ạ. Năm 2017 á, là em có đăng ký một cái lớp nhảy hip hop ở nhà văn hóa thanh niên á. Từ nhà văn hóa thanh niên rồi sau đó thì em chuyển qua một cái lớp ở bên đường 3 tháng 2 nữa. Em cũng học nhảy ở đó thì em cảm thấy là tuy những cái hoạt động này nó mang tính giải trí nhưng mà nó làm cho mình học hỏi được rất là nhiều. Nó giúp cho mình tự tin hơn. Khuyết điểm thì em nhận thấy là có một số cái hoạt động thì em làm nó cũng hơi chậm á. Ví dụ như em ăn thì em ăn hơi chậm. Nên thành ra nó giải thích vì sao con người của em nó cũng hơi bị tí hon như vậy. Với thứ hai nữa là em tiếp xúc với người lạ. Ví dụ như tiếp xúc với một cái người nào đó mà lạ em chưa có quen á, thì em cũng khá là trầm tính á. Em biết là công việc thì mình phải để các yếu tố khách quan để mình đưa ra một cái quyết định. Nhưng mà đôi lúc em cũng để yếu tố tình cảm nó xen vào, thì làm cho cái quyết định của mình nó không có được khách quan lắm. Bạn kia bạn nói rất là chi tiết về điểm mạnh điểm yếu rồi đó. Giờ mình sao? Về ưu điểm của em thì em là một người hòa đồng, vui vẻ, tích cực, lạc quan, yêu động vật. Em cũng thích là tham gia nhiều cái hoạt động xã hội, tình nguyện. Cũng có đăng ký những lớp nhảy như bạn luôn. Điểm yếu thì em bị hồi hộp. Nên nãy giờ hồi hộp thì nhiều khi trả lời nó cũng không được hay. Quản lý thời gian thì nó cũng không được tốt lắm như mọi người. Không có nhiều thời gian cho bản thân á. Tại để mà mình phải làm việc hoặc là làm những cái hoạt động mà mình đề ra. Cái thứ ba là em hay quên. Mở cái cửa ra không nhớ là quên cái chìa khóa lấy đi chưa. Kiểu như vậy. Đó là quên đột xuất đó. Dạ. Vậy là có mấy mối tình rồi? Mối tình chính thức mà hai bên quen nhau thì chưa. Còn lớt phớt rồi thì là kiểu crush đúng không? Crush thì cũng vài, nó chia theo cấp độ, say nắng xong tới crush. Đường tình duyên bằng nam sao? Em thì nếu tính ra mối tình thì em có hai mối tình ạ. Dù như mối tình đầu tiên là mối tình đầu của em là lúc mà em học đại học. Hồi đó thì em quen một năm thôi. Dạ. Chào em. À, dạ chào chị Phong. Có nghĩa là những mối tình của em cũng có giống bạn bên đây không? Thoáng qua không? Hay là nó là lên tới crush rồi? Hay là như thế nào? Em thì em cảm giác là nó cũng sâu đậm á. Sâu đậm rồi đúng cái không? Cái mối tình mà đầu tiên của em là nó sâu đậm á. Chứ bên đây là người ta còn gọi là vương bụi phấn luôn á. Còn thôi bây giờ em muốn từng người yêu lý tưởng của em thế nào? Em nói gì Vân biết coi. Nói đây chị coi bên đây đủ tiêu chuẩn không nè. Dạ em cũng xin báo cáo với chị Vân với lại anh Linh cái gì coi giúp em nữa. Thì nếu mà được chọn thì hướng về gia đình. Em thì từ nhỏ tới lớn á, ba mẹ em thì hy sinh rất là nhiều cho em để em có được như ngày hôm nay. Mà gia đình em cũng chia sẻ với anh chị luôn là năm 2019 á, nhà em có biến cố là ba em mất. Dạ. Thì cái tình cảm bây giờ em đặt em dành cho mẹ em càng nhiều hơn. Bởi vì mẹ hy sinh hết tất cả vì em. Mẹ lo cho em từng thứ nhỏ nhặt lắm vậy. Ví dụ như cái áo này hôm nay em mặc nè. Mẹ em trước khi về Quy Nhơn á là mẹ em ủi cho em để em đi tham gia chương trình. Rồi sau đó mẹ mới về Quy Nhơn. Dạ, nên em đặt rất là nhiều tình cảm cho mẹ mình. Rồi. Cho nên là em mong muốn cái người bạn bên đây là phải gọi là hướng về gia đình nhiều. Dạ, em mong là bạn nữ sẽ đồng cảm với em, cũng giản dị, hiền lành và cũng sống chân thành. Một người bạn mà mình có thể chia sẻ, mình có thể giải bày hết tất cả mọi thứ trong cuộc sống. Từ những cái việc vui tới những cái việc buồn. Ví dụ như một ngày đẹp trời
Em Ngân vui phát hiện ra một cái chỗ ăn uống satin hay là một cái chỗ ăn uống có món ngon gì đó, thì em chia sẻ thì anh sẵn sàng đi với em. Cái đó là đi liền nhé, chứ đâu có cái gì đâu mà phải sẵn sàng. Hoặc là một ngày kiểu mình chia sẻ, mình nói những cái thứ chị mà mình giờ chị muốn biết cái ngoại hình em yêu cầu làm sao nè. Em quan niệm là cái ngoại hình nó sẽ không có tồn tại lâu dài theo thời gian, nên em thì em không có đặt nặng ngoại hình. Nếu mà được chọn một cái hình mẫu lý tưởng á, em thích rất thích cái diễn viên Hoàng Yến Chi Bi nha. Rồi, coi bên kia có giống Hoàng Yến Chi Bi không? Ồ, là em gái. Dạ, em chào anh. Em có biết Hoàng Yến Chi Bi không? Em biết. Ôi trời ơi, diễn viên ca sĩ. Đúng rồi, dạ. Nhỏ con ha. Dạ. Cái mẫu hình lý tưởng của em như thế nào? Về tính cách trước thì em cũng muốn bạn nam là một người chân thành, rõ ràng, tức là những cái gì thì sẽ nói thật với em. Em cũng không giỏi mà đoán bạn suy nghĩ cái gì. Cũng như bạn thì em cũng hướng về gia đình, tại thì em cũng là chị cả, còn phải lo lắng cho gia đình nhiều hơn. Bạn nam thì cũng muốn bạn là một người đồng hành, tại quan điểm tình cảm của em nó đơn giản chỉ là tình yêu thì là chuyện của hai người mình, gọi là lan tỏa cái năng lượng tích cực, những cái mà hạnh phúc của mình. Ok, thấy hai người này nói chuyện cũng hợp đó ha, từ tốn. Bây giờ hai người mở rào cho gặp nhau đi. Thôi, nào, mở rào. Dạ, chào bạn. Chào bạn. Mình có một món quà nho nhỏ gửi tặng bạn. Dạ, cảm ơn bạn. Dạ, cái này thì là một cái đồng hồ đẻ bàn. Em cũng có ý tưởng là nó tượng trưng cho cái sự tình yêu nó vĩnh cửu theo thời gian. Lá thư nho nhỏ, nhờ bạn Ngân, nhờ Ngân đọc giúp ha. Thì anh đọc cái vế đầu đi ha. Mình đọc vế đầu ha. Ngoài kia Covid lộng hành, trong này đã có linh văn canh dừng. Anh chị giúp đỡ nhiệt thành, mong sao hai đứa chân thành cùng nhau. Phía trước dẫu nhiều trong tranh, đồng tâm hiệp lực vận hành tương lai. Dạ, thì đó là một số cái gửi gắm của mình. Anh cũng chia sẻ là anh còn một cái món quà bên kia nữa, mà món quà kêu quà quý. Nên nếu mà được thì lát em xin phép anh Linh với lại chị Vân cho em, cho chúng em chơi một cái trò chơi. Xong sau đó chơi đúng hay sai gì cũng đều có thưởng hết. Chơi rồi xong mới có quà. Thật ra thì em nhận món quà của anh thì em cũng có một cái gì đó nó bất ngờ. Em tặng anh cái đồng hồ. Wow, vậy là mình cùng chung chí hướng rồi đó. Nào, bây giờ em hát rap hát gì đó, cái gì em học hai ba khóa đó, đứng lên đây. Rồi, em xin phép luôn. Rồi, bắt đầu. 1, 2, 3, vô. Khi hai ta về một nhà, khém đôi mi cùng một giường, đôi khi mơ cùng một giấc, thức giấc chung một giờ. Dạo khi hai ta chung một đường, ta vui chung một nỗi vui, nước mắt rơi một dòng, sống chung nhau một đời. Dạo nhớ những lúc đứng dưới mái trường xưa, cùng dừng xe dưới gốc cây trú mưa. Đến hôm nay ta đã chung một lối, anh không còn phải đi xa đón đưa. Dạo dạ em xin hát ạ. Mình đáp bắt đầu lại. Em đã cố gắng hết sức rồi đó anh. Rồi, ok. Rồi bây giờ bên nhà gái tôi đáp lại. Tình yêu như món quà, khi có nhau đừng quên là mình vui khóc cùng nhau mà. Cớ sao ta lại buông cách xa? Một khi đã yêu, trái tim bằng lòng thứ tha cho quá khứ hai ta từng đi qua. Rồi, hát hay anh nha. Lần đầu tiên gặp bạn thì em thấy đồng hương là em thấy vô rồi đó anh. Em do trong đầu em á là em vẫn hình dung là tới tết là em với lại vợ tương lai của em sau này á sẽ hai đứa sẽ cùng nhau về quê để thăm ba mẹ ở quê. Anh thì anh có định hướng là chắc là anh ở đây rồi anh cũng tiếp tục cái công việc hiện tại của mình thôi. Em cũng ở đây vì cái ngành cũng của em thì ở đây thì mới phát triển được, thì chắc là sẽ có cách để tính thôi, để lo cho gia đình thôi. Hiện tại thì anh ở một cái chung cư gần khúc Đại học Quốc gia đó, đối diện với Suối Tiên. Ở chung cư của riêng em luôn hả? Dạ đúng rồi, chung cư đó thì hồi đợt ba em mất á thì ba em có mua cho em một cái chung cư. Ở một mình đó. Dạ.
Nếu có dịp thì mời bạn ghé thăm rồi qua đó chúng mình hú hí bên đó. Anh có phải là một người ít nói không? Anh mong mà cái người bên cạnh sẽ là người nói nhiều hơn mình, chia sẻ nhiều hơn mình. Anh là một người khá là chậm tính á, sống hướng nội. Khi mà gặp người lạ thì ít nói. Nhưng mà người quen thì có nói nhiều không? Người quen đó mà đúng tần số là mình nói cũng dữ lắm. Dạ, thì em xin phép anh Linh với chị Vân là chúng em cùng tham gia một cái câu đố. Anh nghĩ là chắc em cũng thích món trà sữa như anh đúng không ta? À, em không thích lắm. À vậy hả? Dạ. Hy vọng là sau này em bấm nút thì anh sẽ làm cho em thích. Thì đố em là trà sữa thì trà đổ vào trước hay là sữa đổ trước ta? Câu hỏi mở đúng không? Câu hỏi mở. Em sẽ trả lời theo thực tế thưởng thức cuộc sống của em là khi mỗi khi em nấu trà sữa thì em sẽ nấu trà trước rồi em mới đổ sữa vào. Vậy là trà đổ cho trước hả em? Đúng rồi. Nếu mà trà đổ cho trước, trà biểu tượng cho Dương đó là giống như anh rồi. Vậy là bữa nay là em nói là anh đổ em trước rồi. Anh đổ em trước rồi. À, nói nó cũng đúng cái tâm trạng của anh rồi á. Thì anh xin phép gửi em một cái món quà. Ở nhà anh vẽ một bức tranh để anh tặng cho em. Dạ. Nhà anh là ngay chỗ đây nè. Dạ, em chích bức dưới nè. Ok, chúng ta về ghế đi các bạn, hết thời gian rồi. Nào, chúng ta xem ý kiến người thân cái đã. Tôi là mẹ của cháu Kim Ngân. Vì dịch bệnh, gia đình ở xa không đến được trường quay. Muốn thông qua chương trình này, muốn gửi đến chương trình và nhắn nhủ với con. Muốn tìm một người bạn đời thì trước tiên người bạn đời này phải có trách nhiệm với gia đình, phải biết yêu thương, chia sẻ, sống có đạo đức, phải trung thực, và một người phải có sức khỏe tốt và có công việc làm ổn định. Cô cũng khuyên cháu là tìm một người bạn đời của mình là nó hình thức nào cũng tương xứng một chút, không có gia trưởng, có ý chí cầu tiến, biết thương yêu, biết chia sẻ. Vậy là đủ, xin cảm ơn. Mẹ muốn nói với con, trong tình yêu phải xuất phát từ trái tim, phải chân thật thì tình yêu đó mới bền, mới tốt đẹp được. Mong con, các con cho nhau cơ hội để tìm hiểu, để tiến tới hôn nhân. Gia đình cũng xin cảm ơn chương trình đã tạo điều kiện. Xin chào. Bây giờ hai bên để tay nút bấm đi các bạn. 1 2 3. Rồi, chúc mừng các bạn. Chúng ta đã chính thức hẹn hò với nhau. Hãy nắm tay nhau nào. Hả? Không phải bắt tay. Nắm đây thế nè. Đó, đúng rồi đó. Rồi, bây giờ thì chúng ta đã có một ngày rất là vui rồi ha. Thôi, chúng ta cố gắng nuôi dưỡng mối tình này để chăm sóc cho nó tốt. Gửi tặng hai bạn cặp nón bảo hiểm Royal M139 của công ty nón bảo hiểm Á Châu, kiểu dáng trẻ trung, thời trang và hiện đại. Đặc biệt là thiết kế kính âm vô cùng tiện dụng, phù hợp cho nhiều mục đích như đi trong phố hay đi xa. Hy vọng với nón Royal M139, hai bạn sẽ có thật nhiều chuyến đi thú vị. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity, trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Sản phẩm cốt xúc gà của công ty Phúc Việt Phúc được sản xuất theo tiêu chuẩn FDA, giúp cho món ăn thơm, ngon, tròn vị và tiện lợi hơn trong quá trình chế biến. WeWeCool, nước uống thuần thảo dược giúp thanh nhiệt, hỗ trợ thải độc gan, tốt cho sức khỏe. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina Kiyoe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vina Kiyoe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Như vậy là chúng ta đã có một cái kết rất là đẹp thưa quý vị. Cầu mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với hai em. Chúng ta sẽ tiếp tục cặp đôi thứ hai. Xin mời quý vị. Thép Vina Kiyoe, tinh thần thép. Có một số việc hơi bị chậm, như là ví dụ sửa soạn đi chơi gì đó thì hơi lâu một chút, hơn một tiếng. Đến hai tiếng. Anh thì giặt đồ rất là nhanh, nấu cơm là cũng rất là nhanh, tại vì vừa nấu cơm thì chỉ có ghim điện vô rồi lo rửa chén và làm đồ ăn thôi.
nhưng mà nấu ăn thì là dở lắm. Nhưng mà nấu ăn thì là dở lắm. Chỉ có được cái làm nhanh. Mời bạn trai. Xin mời bạn gái. Bây giờ thì bạn trai giới thiệu lớn lên cho bên nhà gái nghe luôn nha. Em là Nguyễn Hoài Phong. Em sinh năm 1982. Hiện tại em quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Và quê của em là ở Tiền Giang. Em làm bên tư vấn thiết kế thi công quảng cáo. Rồi mời em giới thiệu về mình chút xíu đi cưng. Em xin chào chị Hồng Vân. Em chào anh Quỳnh Linh cũng như là anh trai bên kia. Em tên là Ngọ Mai Ly. Năm nay em 30 tuổi. Công việc hiện tại của em là nhân viên kế toán tại thành phố Hồ Chí Minh. Và em sống với nhà chị gái ở Vĩnh Lộc, Bình Chánh. Bình Chánh. Dạ. Em có ưu điểm khuyết điểm gì Ly? Dạ, ưu điểm của em là hiền lành, dễ gần, làm việc có trách nhiệm và sống tình cảm. Dạ, nhược điểm của em là em bị ít nói với lại hơi chậm chạp. Do kế toán là phải là cẩn thận, nhưng mà có một số việc hơi bị chậm, như là ví dụ sửa soạn đi chơi hay gì đó thì hơi lâu một chút, hơn tiếng. Hơn tiếng. Đến 2 tiếng. Tắm giặt thì cũng lâu, hàng ngày em tắm giặt luôn thì khoảng 1 tiếng đồng hồ. Khi đâu là phải 2 tiếng đó. Dạ, dạ, có khi lâu hơn nữa. Không sao, khi yêu rồi thì mấy tiếng cũng được hết. Em trai, ưu điểm khuyết điểm em như thế nào? Em nếu mà nói là cái điểm mạnh thì trong cái công việc thì em trong cái công việc trong nhà thì nấu cơm, rửa chén hay bất cứ gì đó em làm rất là nhanh. Còn trong công việc thì em cũng làm rất là nhanh. Em thiết kế cũng nhanh, mà em tư vấn khách hàng cũng nhanh, em thi công cũng nhanh. Em muốn làm cho nó nhanh để thời gian mình nghỉ ngơi hoặc mình tìm khách hàng khác. Điểm yếu thì thường ví dụ như giờ mà đưa em cọc tiền giấy tùm lum 200, 300, 500 gì đó là em đếm em rối lắm. À, đưa tiền 500 đếm đúng cho nhanh ha. Đúng rồi, 500 thì đếm nó dễ. Hoặc đưa tiền đô đi, vàng thì đếm nó nhanh ha. Đô thì em chưa đếm. Hay xúc động. Ví dụ giờ mà nghe cái bài quê em mùa nước lũ thì em sẽ khóc. Bởi vì em sống lớn lên từ cái vùng nước lũ ở Đồng Tháp. Cho nên cái ký ức nó còn rất là sâu xa. Coi như người tình cảm đó. Rồi rồi như vậy thì tình yêu của em như thế nào? Em có mấy mối tình rồi? Dạ em là ly hôn. Ly hôn lâu chưa? Em ly hôn năm 2019. Em với bà xã chung sống mấy năm? Với bà xã thì có 2 đứa con. Đứa con lớn thì cũng năm nay học lớp 7 rồi. Còn đứa nhỏ thì học lớp 1. Thì cưới nhau năm cuối 2007. Rồi hai cháu nó sống với ai cưng? Sống với bên mẹ nó, bên ngoại á chị. Là nhà quận 12 là... Em thuê nhà ở. Ủa rồi ba mẹ em ở đâu? Ba mẹ em hiện giờ là ở dưới quê Tiền Giang. Mời nhà gái, đường tình duyên là sao em? Em trải qua 2 mối tình sâu sắc. Mối tình đầu tiên là hồi thời sinh viên. Sau đó là người chồng của em. Bạn em chung sống được hơn 2 năm, chia tay. Bởi vì bạn đó thì rất là ham chơi, bài bạc, rồi gái cú cũng có. Em có con chưa Ly? Dạ, em có một bé gái 7 tuổi. 7 tuổi hả? Dạ, em hiện thì em đang gửi bé ở dưới ngoại ở Đồng Nai để cho nó đi học. À, ở dưới ngoại ha. Bây giờ thì Phong muốn tìm một cái người đi tiếp cho mình những quãng đường còn lại như thế nào? Nói chung là mình tìm một cái người mà để có cái tâm một chút vì mọi người và biết thương những người trong gia đình và những người xung quanh, biết giúp đỡ những người ngoài xã hội. Nếu mà cá tính quá thì cũng không tốt, mà hiền quá thì cũng không tốt, vừa vừa thôi. Bởi vì cái nhu cầu của mình là một cái người để mà xây đắp một cái hạnh phúc. Cá tính là cái người nó có hơi dữ dữ đó. Em tức là rồi. Vợ em ngày xưa là võ sư, cũng em cũng phải là em sợ, nhưng mà mình cảm giác một người cá tính quá thì mình sợ sau này nhiều khi em thì nóng, nhưng mà tánh em nóng nhưng mà xúc động là dễ tha thứ. Dạ rồi, để anh qua nhà gái anh coi. Chào em gái. Em muốn tìm một mẫu hình lý tưởng như mình như thế nào? Dạ em mong anh ấy là một người biết lo làm ăn, sống có trách nhiệm với gia đình, không có nóng tính gia trưởng đó. Nãy giờ anh nói rồi đó, anh thấy khoảng được bao nhiêu phần trăm? 70%. Thôi hai người mở rào gặp nhau đi. Dạ. Rồi trao đổi như thế nào ha. Rồi mở rào.
Bắt đầu đi Phong. Không có. Chào em. Dạ. Anh có món quà nhỏ tặng. Dạ. Cái này thì không có vật chất gì nhiều nhưng mà nó là cái vật chất về tinh thần. Dạ. Một cuốn. Đây là quả cầu tuyết á. Thì em mong là sau cái chương trình này thì anh sẽ kiếm được một người bạn đời luôn bên cạnh anh, chia sẻ những cái niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống. Rồi, rất là cảm ơn em. Dạ. Chắc tối nay ôm này ngủ. Hồi xưa giờ không có ai tặng quà cho anh hết. Dạ. Em tên gì? Dạ em tên Ly. Ý là anh cũng có nói là anh cũng có nóng tính á. Thì ví dụ như hai vợ chồng mà cãi vã nhau á, thường thường thì anh xử lý như thế nào? Thật sự mà nói thì anh không bao giờ cãi vã. Mình có lỗi thì mình biết mình có lỗi đó. Nhưng mà có cái là giống như mình sống, xưa giờ mình sống gia đình bên vợ, cho nên cái gì mình cũng chịu thiệt hết. Còn nếu mà có cãi về những cái vấn đề nào đó, sẽ coi lại nó như cái gì, cái vấn đề gì mà cãi. Công việc hiện tại của anh á, cụ thể là làm gì anh? Nói chung là giống như hiện giờ là giống như là đang ở không. Năm 2019 thì anh cũng có mở ra cái cơ sở quảng cáo. Chưa có được gì hết, cái dịch tới rồi, cái dẹp rồi, cái hồi năm rồi là cũng mở ra nữa ở quận 12. Nhưng mà cuối cùng cái dịch nữa, rồi dẹp luôn. Rồi giờ là không dám mở nữa. Rồi qua dịch đi rồi tính chứ. Nhưng mà cũng vẫn còn nhận khách làm. Tại vì làm nghề này cũng được 10-15 năm rồi. Vậy thì anh có định hướng gì trong tương lai? Định hướng thì bây giờ cái nghề anh nên vẫn làm thôi. Vậy nếu mà anh xác định tiến tới hôn nhân á, thì anh có chấp nhận là sống chung với con của em? Em cảm nhận như thế nào? Thật sự là mình lên cái chương trình này thì mình đã biết cái điều đó rồi. Thì không phải là chấp nhận và không chấp nhận. Nó bắt buộc phải là chịu vậy thôi. Nhưng mà ý là tư tưởng của anh có thoải mái không? Hay là vì bắt buộc hay gì là anh phải chấp nhận điều đó? Nói chung mình cũng mới có nói chuyện qua lại, em chưa hiểu đâu. Anh thì sao cũng được hết. Có nghĩa là anh rất là dễ. Thì con của em cũng như là con của anh. Hoặc là ví dụ như anh nuôi một bé trai 7 tuổi đi, như con em đi, thì bắt buộc em thương anh thì em phải thương con anh thôi. Dạ. Cũng như vậy thôi. Điều đó là điều bắt buộc. Đương nhiên đi. Em xài cái chữ đương nhiên á. Dạ, là em nó không có sẽ biết nói dễ chuyện chị hơn. Dở ẹt à. Tính toán thế nào nếu như hai người đến sâu hơn nữa? Em có muốn sống ở Sài Gòn luôn hay là em muốn về quê? Ở đâu công việc của người đó tốt cho tương lai của gia đình thì mình theo người đó thôi. Chứ không bắt buộc là phải đi đâu hay là như nào, về quê hay như nào. Nói chuyện thì mình không thấy mặt thì dĩ nhiên mình không có biết. Thì sau khi mình thấy mặt thì nói chung cũng rất là ok, rất là được. Em gái hiền đó. Hiền, giọng nói ngọt ngào, nhẹ nhàng. Em làm cái gì cũng chậm. Dạ. Vậy em biết nấu cơm hay là này dạ, kia? Dạ, cái đó em biết làm hết. Biết làm hết nhưng mà chậm. Dạ. Dập đồ chậm. Không, tùy từng cái thôi. Nấu cơm thì bình thường. Chỉ có điều là sửa soạn với tắm, giặt tay. Tại vì đồ của em là em không có thói quen là để 5-3 ngày em giặt một lần á. Nên ngày nào em phải giặt ngày đó. Anh thì giặt đồ rất là nhanh. Nấu cơm là cũng rất là nhanh. Tại vì vừa nấu cơm thì chỉ có ghim điện vô rồi lo rửa chén và làm đồ ăn thôi. Nhưng mà nấu ăn thì là dở lắm. Chỉ có được cái làm nhanh. Nói chung cái đầu óc thiết kế mà. Có thể là công việc nhà mình tự làm này kia để cho nó gọn gàng, nó dễ dọn dẹp. Nếu mà bình thường em nghĩ thì em có đi đâu chơi không hay là em ở nhà? Dạ em ít đi chơi lắm, em ở nhà không à. Đó cũng là lý do em. Em có biết uống được bia rượu gì không? Dạ không, em không biết. Nếu mà anh không đi làm, có khi anh, có thể là nếu mà anh làm công trình có thể tới sáng không chừng, rồi tới khuya. Nhưng mà thường là ít nhận được công trình thì mới làm vậy, còn không thì thôi. Cho nên thời gian rất là rảnh, nhiều khi buổi sáng làm chút gì đó rồi nghỉ tới chiều. Cho nên thời gian của anh hơi bị nhiều. Ví dụ như mình xác định quen nhau á, thì khoảng bao lâu là mình tiến tới hôn nhân? Cái này thì bây giờ mình cũng không có trả lời được là lý do, tại vì hiện giờ anh đang rất là khổ và khó khăn. Anh thấy vợ của anh là ví dụ có thêm đứa con nữa thì ở nhà chăm con hay là như thế nào? Khi mà hai người đã đến với nhau, cưới nhau rồi đó, thì chắc chắn nó sẽ có một cái công ăn việc làm nó ổn định rồi thì đâu có cần lo cái đó. Nhưng mà sinh một đứa con thì chắc chắn phải bỏ ra 3 năm rồi. Anh pha sữa hơi bị nhanh hơn gấp mấy lần. Dạ.
Ngày xưa ngoài cái giờ đi làm ra, về tối về nhà là anh chăm. Cho nên cái tay nghề pha sữa hay là trời, nhiều khi nằm kế cái bình thủy nước nóng nó qué lên là phải chăm. Nói chung là anh rất là lẹ, thì em yên tâm cái khoản đó. Rồi em có đủ sức để lo cho bạn gái, rồi lo cho bà xã, rồi lo cho con nữa không? Nói về cái nghề của em á, không có dịch thì nó rất là ok. Đúng, chị nghĩ mà là như em vậy. Đụng hai cái trận dịch, cái em dẹp hai lần em đuối. Không phải nghề của em mà nghề nào cũng đuối. Nghề nào cũng đuối thì đó. Bởi vậy em mới nói là bây giờ mình không thể nào nói trước được. Không, nhưng mà em phải tự tin chứ. Đúng rồi. Tại vì em đã có nghề rồi, cho nên em phải tự tin là khi mà mọi thứ nó trở lại bình thường, cuộc sống trở lại bình thường á, thì em dư sức dư nuôi sức. Vợ nuôi con. Dư sức. Đó, em phải nói điều đó ra. Dù cho qua dịch mà kinh tế có khó khăn gì chăng nữa thì dù sao anh cũng còn gia đình anh, vẫn còn cha mẹ. Cha mẹ anh rất thương anh. Và cha mẹ anh rất là dễ. Từ ngày xưa mình đã khổ rồi thì bây giờ em không có phải là sợ khổ nữa. Bởi vì anh tìm một người để cùng anh để lập nghiệp, để mà cùng đi lên. Em có ghen không? Không ghen. Ghen thì ai cũng có ghen chứ, nhưng mà ghen đúng rồi. Ví dụ như mai mốt mà về anh Linh hay chị Quân gì đó có mời anh đi quay một cái chương trình nào đó, thì quay với cô gái nào đó, thì em có ghen một ngày nào đó hả? Là quay phim đó chứ không phải quay chương trình này đâu. Quay phim không, cái này là anh hỏi thiệt. Hoàn toàn là tính chất công việc nha. Công việc của anh thì sau này anh cũng sẽ phải cũng có tham gia phim. Tính chất công việc thì phải chấp nhận thôi, còn ngoài đời anh làm em tin tưởng thì không có gì. Rồi bây giờ chúng ta nghe người thân có ý kiến đi. Xin chào quý khán giả của chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Em là đồng nghiệp của chị Ly. Ly nhà em thì là một người dịu dàng, quan tâm đến mọi người, vui vẻ yêu đời, là người làm việc thì có trách nhiệm và còn nấu ăn ngon nữa. Đối với em thì chị Ly là một tức người phụ nữ của gia đình, nên là em mong anh chị sẽ cùng cảm nhận và sẽ lựa chọn đúng. Chúng ta sẽ để tay vào nút bấm thôi các bạn. À, từ từ. Tại còn này em chưa tặng sao? Hả? Em tặng bạn gái cái. Ừ, tặng dạ. Đi. Cái này là nó không có giá trị nha, nhưng mà nó có giá trị về cái tinh thần nữa nha. Để anh lấy lại cộng khung. Lỡ mà em không bấm, lấy cộng khung anh xiết cổ. Lỡ mà em không bấm, anh lấy cộng khung anh xiết cổ. Cái này em đào hôm qua đó. Dạ, em xin đọc là: em hoàn mỹ như vậy, nhưng có một thiếu sót. Có biết thiếu gì không? Là thiếu anh đấy. Trời ơi, không tỏ tình kiểu đó là chết người ta hết rồi, rụng rời rồi. Cuốn lại đi. Tỏ tình bằng quảng cáo á. Ừ. Một, hai, ba. Hết thời gian. Rồi. Có bấm không? Không bấm. Mai Ly không bấm. Lý do sao Ly? Dạ em cảm anh kiểu cảm giác không được tự tin về bản thân mình, cho nên em chưa được yên tâm. Gửi tặng hai bạn cặp nón bảo hiểm Royal M139 của công ty nón bảo hiểm Á Châu, kiểu dáng trẻ trung, thời trang và hiện đại. Đặc biệt là thiết kế kính âm vô cùng tiện dụng, phù hợp cho nhiều mục đích như đi trong phố hay đi xa. Hy vọng với nón Royal M139 hai bạn sẽ có thật nhiều chuyến đi thú vị. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Sản phẩm cốt xúc gà của công ty Phước Việt Food được sản xuất theo tiêu chuẩn FDA, giúp cho món ăn thơm, ngon, tròn vị và tiện lợi hơn trong quá trình chế biến. WeWare Full, nước uống thuần thảo dược giúp thanh nhiệt, hỗ trợ thải độc gan, tốt cho sức khỏe. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Chưa thôi nữa thì cảm ơn các bạn đã tham gia chương trình, và mong rằng một ngày không xa chúng ta sẽ có những hạnh phúc trọn vẹn, có những mảnh ghép sẽ ghép lại với nhau quý vị nhé. Hẹn gặp lại quý vị vào lúc 17:50 thứ bảy và 22:30 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Mời các bạn xem Bạn Muốn Hẹn Hò trên ứng dụng truyền hình Net Club. Các bạn có thể tải ứng dụng không chỉ xem Bạn Muốn Hẹn Hò và các bộ phim hấp dẫn,
các chương trình thể thao mà còn có cơ hội kết đôi hẹn hò trực tuyến tại đây. Một lần nữa thì chương trình xin cảm ơn nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản Tinh Thần Thép đã tài trợ chính cho chương trình. Còn bây giờ thì Hồng Vân và Quyền Linh xin chào và hẹn gặp lại. Ngoài kia Covid lộng hành, trong này đã có linh văn canh dừng. Anh chị giúp đỡ nhiệt thành, mong sao hai đứa chân thành cùng nhau. Phía trước dẫu nhiều trong tranh, đồng tâm hiệp lực thực hành tương lai. Ba. Rồi, chúc mừng các bạn. Cảm giác của mình thì rất đầu tiên là rất là vui. Bởi vì sau khi mà ngồi tâm sự cũng như chia sẻ, mình tìm được một người đồng hương của mình cùng ở quê luôn. Với lại sau mình thấy là hai chúng mình cũng có rất là nhiều cái điểm giống nhau, có thể chia sẻ được. Ở là ở Quy Nhơn Bình Định luôn hả bạn Ngân? Ở Quy Nhơn. Nhà Ngân là ở đâu ta? Nhà Ngân ở đường Hùng Vương. À, đường Hùng Vương ở nhà mình ở đường Trần Đạo á. Lần đầu tiên gặp bạn thì em thấy đồng hương là em thấy vô rồi đó anh. Em do trong đầu em á là em vẫn hình dung là tới Tết là em với lại vợ tương lai của em sau này á sẽ hai đứa sẽ cùng nhau về quê để thăm ba mẹ thì ở quê. Đầu tiên thì cũng thế là cảm ơn thôi, cảm ơn chương trình, cảm ơn anh chị Hồng Vân, anh Linh đã tạo cơ hội cho tụi chị có thể tìm thấy nhau. Thì mong là sẽ trân trọng cái cơ hội này. Anh thì mình đánh giá là chắc là khoảng 80%. Bởi vì mình mong nhất là tìm được một người đồng hương của mình. Và cái đó là cái mà mình thấy là tâm đắc. Và thứ hai nữa là về tính tình thì sau khi mà chia sẻ trên chương trình ấy, thì thấy là tính tình hai đứa thì mình cảm thấy là có một sự chân thành. Thì nếu mà được chọn thì hướng về gia đình. Em thì từ nhỏ tới lớn á, ba mẹ em thì hy sinh rất là nhiều cho em để em có được như ngày hôm nay. Mà gia đình em cũng chia sẻ với anh chị luôn là năm 2019 á, nhà em có biến cố là ba em mất. Thì cái tình cảm bây giờ em đặt em dành cho mẹ em càng nhiều hơn. Bởi vì mẹ hy sinh hết tất cả vì em. Mẹ lo cho em từng thứ nhỏ nhặt lắm chị. Ví dụ như cái áo ngày hôm nay em mặc nè. Mẹ em trước khi về Quy Nhơn á là mẹ em ủi cho em để em đi tham gia chương trình. Rồi sau đó mẹ mới về Quy Nhơn. Dạ, nên em đặt rất là nhiều tình cảm cho mẹ mình. Em mong là bạn nữ sẽ đồng cảm với em, cũng giản dị, hiền lành và cũng sống chân thành. Một người bạn mà mình có thể chia sẻ, mình có thể giải bày hết tất cả mọi thứ trong cuộc sống. Em cũng muốn bạn nam là một người chân thành, rõ ràng. Tức là những cái gì thì sẽ nói thật với em. Em cũng không giỏi mà đoán bạn suy nghĩ cái gì. Cũng như bạn thì em cũng hướng về gia đình, tại thì em cũng là chị cả, còn phải lo lắng cho gia đình nhiều hơn. Bạn nam thì cũng muốn bạn là một người đồng hành, tại quan điểm tình cảm của em nó đơn giản chỉ là tình yêu thì là chuyện của hai người mình gọi là lan tỏa cái năng lượng tích cực, những cái mà hạnh phúc của mình cơ bản đi. Thì anh Hùng đã phù hợp với tiêu chí này, thì cũng cảm ơn ban biên tập đã tìm ra một cái người mà có cái tiêu chí gần với lại cái mong muốn của chị. Còn cái việc mà có hợp nhau hay không thì cái đó thì hai đứa sẽ tìm hiểu thêm sau chương trình. Muốn tìm một người bạn đời thì trước tiên người bạn đời này phải có trách nhiệm với gia đình, phải biết yêu thương, chia sẻ, sống có đạo đức, phải trung thực, và một người phải có sức khỏe tốt và có công việc làm ổn định. Trong tình yêu phải xuất phát từ trái tim, phải chân thật thì tình yêu đó mới bền, mới tốt đẹp được. Mong các con cho nhau cơ hội để tìm hiểu, để tiến tới hôn nhân. Hồi nãy ngồi trong chương trình đó thì mình cũng may mắn là được nghe lời tâm sự của như gửi gắm của bác gái.
cùng mình sẽ cố gắng làm hết tất cả những cái điều mà mình trong cái khả năng của mình chăm lo được cho bạn, cũng như là đáp ứng được cái lòng mong mỏi của bác gái. Con nghĩ là cố gắng thì tụi con sẽ cố gắng trân trọng cái cơ hội này, cũng như là làm những điều tốt đẹp nhất cho nhau trong cái con đường tình yêu nhau sắp tới. Và cũng có thể là mong là tụi con khi nào về quê có thể được gặp bác, cuộc đặc biệt gặp cô để mình có thể trao đổi nhiều hơn, biết nhau thêm. Khi hai ta về một nhà, khép đôi mi cùng một giường, đôi khi mơ cùng một giấc, thức giấc chung một giờ. Khi hai ta chung một đường, ta vui chung một nỗi vui, nước mắt rơi một dòng, sống chung nhau một đời. Yo. Nhớ những lúc đứng dưới mái trường xưa, cùng rừng xé dưới gốc cây trung mưa, đến hôm nay ta đã chung một lối, anh không còn phải đi xa đón đưa. Tình yêu như món quà, khi có nhau đừng quên là mình vui khóc cùng nhau mà, cớ sao ta lại buông cách xa. Một khi đã yêu, trái tim bằng lòng thứ tha cho quá khứ hai ta từng đi qua. Cảm xúc thì nói chung là giờ nó rung quá, nó rung là do cái tâm trạng của mình nó bồi hồi sao á. Chứ thì mình cần một cái người có tâm một chút, có nghĩa là mình là đã hướng Phật rồi, cho nên mình muốn người có tâm và đạo Phật thì càng tốt. Chỉ có điều là giống như là bây giờ mình không ai hoàn hảo hết, nhưng mà hai người hiểu nhau là được. Chứ còn giờ mình yêu cầu người đó mà theo ý mình thì chắc chắn là không được rồi. Vun đắp cái tình cảm cho nhau thì mới tạo nên cái hạnh phúc được. Thì cái người đó là cái người mình cần tìm. Ít nói hay là nói nhiều nó không quan trọng. Quan trọng là biết thương và tôn trọng những người xung quanh và những người trong gia đình thôi. Không chảnh chẹ hay là không gì hết. Hiền quá thì cũng đâu có gì. Sợ dữ chứ thôi, chứ hiền thì nó có gì đâu. Bởi vì cái nhu cầu của mình là một cái người để mà xây đắp một cái hạnh phúc. Theo chị thì anh đó là một người chắc là chững chạc và chắc là sống tình cảm chân thật. Cái đó là còn tùy thuộc vào anh đó ở xa hay gần nữa. Nếu mà gần thì sắp xếp sau việc mình gặp nhau sớm, còn ở xa thì để xem ảnh ở đâu đó, rồi xem ảnh rảnh ngày nào thì ảnh lên được. Chị muốn một người chân thành, hiểu chuyện, chịu khó làm ăn và biết quan tâm chăm lo đến gia đình, không có nóng tính gia trưởng. Chị thì lựa chọn chính là phần chị thôi, nhưng mà gia đình thì cũng mong cho chị có một người biết chăm lo gia đình, tình cảm đủ lớn, với lại công việc của ảnh có tương lai hơn mình, ảnh sắp xếp được chu toàn thì mình theo ảnh. Cho dù ngày hôm nay gặp anh, dù sau lần gặp này em có bấm nút hay không, thì em cũng mong anh là luôn vui vẻ. 1 2 3. Hết thời gian. Nói chung là mình cũng rất là run trong cái phần hẹn hò này, tại vì đại khái là mình cũng muốn được hẹn hò, nhưng mà do cái bản chất của mình hồi xưa giờ mình không có nói chuyện về những cái tình cảm mạnh cho lắm, cũng như là nói đại khái là mình không có biết ga lăng hay là không có biết nói như thế nào với cái người bạn gái. Thì cho nên mình cũng hơi rụt rè, nhút nhát về cái chuyện mà nói chuyện với những người bạn gái xung quanh. Vậy nếu mà anh xác định tiến tới hôn nhân á, thì anh có chấp nhận là sống chung với con của em? Em cảm nhận như thế nào? Thật sự là mình lên cái chương trình này thì mình đã biết cái điều đó rồi. Thì không phải là chấp nhận và không chấp nhận.
bắt buộc phải là chịu vậy thôi. Nhưng mà ý là tư tưởng của anh có thoải mái không? Hay là vì bắt buộc hay gì là anh phải chấp nhận đó? Nói chung mình cũng mới có nói chuyện qua lại, em chưa hiểu đâu. Anh thì sao cũng được hết. Có nghĩa là anh rất là dễ. Thì con của em cũng như là con của anh. Hoặc là ví dụ như anh nuôi một bé trai 7 tuổi đi, như con em đi, thì bắt buộc em thương anh, em phải thương con anh thôi. Dạ. Cũng như vậy thôi. Điều đó là điều bắt buộc. Được, đương nhiên đi. Em xài cái chữ đương nhiên á. Dạ, là em không nó có biết nói chuyện chị dở ẹt. Theo cái suy nghĩ của mình thì không sao hết. Và đây cũng là một cái duyên. Mình nghĩ là một cái duyên chứ không có mà nói chung cái gì mình theo mình sống thì mình chỉ tùy vào cái duyên thôi, tùy duyên chứ không có phan duyên, cho nên có hay không và được hay mất thì mình cũng vẫn bình thường, cũng không có buồn. Mình thấy anh là cũng hiền lành nhưng mà cảm giác chị là một người đã là hiền rồi mà chị sẽ cần một người tự tin hơn nữa và dám nghĩ dám làm để có thể là lo cho gia đình. Chứ chị mà hiền nữa, anh cũng hiền quá như vậy thì chị không biết mà cuộc sống nó có tốt không. Nghĩ là anh sợ anh không biết có đủ bản lĩnh để mà che chở cho gia đình không. Nói về cái nghề của em á, không có dịch thì nó rất là ok. Đúng, chị nghĩ mà là như em vậy. Đụng hai cái trận dịch cái em dẹp hai lần em đuối. Không phải nghề của em mà nghề nào cũng đuối. Nghề nào cũng đuối thì đó. Bởi vậy em mới nói là bây giờ mình không thể nào nói trước được. Không, nhưng mà em phải tự tin chứ. Đúng rồi. Tại vì em đã có nghề rồi, cho nên em phải tự tin là khi mà mọi thứ nó trở lại bình thường, cuộc sống trở lại bình thường á, thì em dư sức dư nuôi sức. Vợ nuôi con. Dư sức. Đó, em phải nói điều đó ra. Dù cho qua dịch mà kinh tế có khó khăn thì chăng nữa thì dù sao anh cũng còn gia đình, anh vẫn còn cha mẹ. Cha mẹ anh rất thương anh. Dạ. Và cha mẹ anh rất là dễ. Từ ngày xưa mình đã khổ rồi thì bây giờ em không có phải là sợ khổ nữa. Bởi vì anh tìm một người để cùng anh để lập nghiệp, để mà cùng đi lên. Cũng hơi tiếc một chút là mình không gặp cái người mình cho mình lại cái cảm giác an tâm. Tứ đô tường người ta hay nói là cờ bạc rượu chè trai gái hút chết đó anh. Ừ. Thì em chỉ dính vô cái vụ gái thôi. Em không thích những anh mà có bụng bia một tí. À, em thích nhất là cái mấy anh mà có nụ cười nhìn nó có duyên á. Người ta kêu là nụ cười tỏa nắng á. Nhìn cười cái là thấy gì thương liền. Em thì hơi nam tính một xíu. Thành ra bạn bè nó hay chọc là đàn ông ấy chứ không phải phụ nữ. Do là cá tính của em cũng hơi ấy, em thích đá banh hoặc là chơi cờ hoặc là những môn thể thao như bóng rổ rồi đó. 5 năm đại học của anh là anh đi đá banh, còn ủa, chơi cờ tướng thì cũng chơi nhiều lắm. À. Chương trình phát sóng vào lúc 22:30 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7.